Với tiết mục vừa rồi của mình, Hưng Long ơi, đến với chương trình V Single Star ngày hôm nay, Hưng Long có điều gì muốn chia sẻ với các bạn khán giả không nhỉ? Đầu tiên thì xin cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian ngày thứ sáu đến hôm nay để đến với lại cái không gian âm nhạc của V Single Star. Và cho hỏi câu hỏi là các bạn có enjoy màn biểu diễn vừa rồi không ạ? Các bạn ơi, các bạn thấy thế nào ạ? Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì thực sự Hưng Long cảm thấy rất là vui khi mà được đứng trên sân khấu và biểu diễn cho mọi người. Thì đối với Hưng Long, đây là cái hành động mà nó có mang ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, là được đứng trên sân khấu và được thưởng thức và được cho mọi người thưởng thức cái nghệ thuật mà mình thích, mình muốn. Thế nên là mong mọi người hãy theo đuổi ước mơ của mình và hãy làm cái mình muốn. Keep on going. Xin cảm ơn Hưng Long với những chia sẻ của mình.